chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với Đức Đỗ ha. Thì hôm nay mình sẽ quay cái khuôn này cho tất cả các bạn xem. Và mình sẽ chia sẻ tất cả các bạn những cái cặp full gon đầu tiên và cái bộ này nó có cho đẻ ra được chất lượng như thế nào. Và một dòng cá không đổi thời so với thị trường và càng lâu thì cái dòng này nó càng tồn tại các bạn nha. Thì đây là một trong những dòng cá mà nó mang màu sắc tươi và nó dáng sẽ ngắn và rất là cưng các bạn ha. Thì đây là cái khuôn nuôi cá đó của mình ha. Thì mình sẽ quay tất cả các bạn xem dòng đó gì là dòng gì, và ở cuối video thì mình sẽ cập nhật những clip cá về cái giá cả của dòng này cho tất cả các bạn xem. Ở đây thì mình sẽ có 3 cây 3 hồ các bạn nha. Và ở trong nhà mình sẽ có vài hồ nữa. Và cái tỷ lệ cho sinh sản số lượng khá là đông. Đó. Nhưng mà cái giá cả của bọn này trên thị trường đang còn rất cao các bạn nha. Nhưng mà mình bảo đảm với các bạn là mình là cái giá tốt nhất cho các bạn chơi cái dòng full gold sọt. Đó. Thì hàng này là mình sẽ quay cái giống cho các bạn xem trước. Thì những cái clip trước mình đã có cập nhật cái giống rồi các bạn. Thì cái giống là những em cá tròn, to, bầu các bạn ha. Màu sắc sáng. Thì những em cá giống này các bạn nào cần thì giá nó cầm 3 củ ha. Đó, còn những em cá tơ thì mình sẽ bán với giá thấp hơn cho các bạn chơi nha. Do là cá giống là cá đã sinh sản, các bạn thấy trong hồ này á thì cá đã sinh sản ở ngoài số lượng rất là nhiều luôn các bạn. Nhìn nè, đó rất là đông ha. Thì mình chưa tách ha, do là cái vị trí và diện tích mình á hiện tại còn quá hồ, hồ mà cái nền trắng như là hồ nền vàng còn ít nên là mình chưa có tách ra được. Thì về cái đặc tính của bọn này á, thì các bạn nhìn nè, cá thì tròn, to, ú các bạn nha. Các bạn xem đó, thì mình sẽ quay những em cá vàng nhất và tươi nhất cho các bạn cùng xem ha. Thì đây là những em cá full gold. Đây, đây là những em full gold các bạn nha. Sọt rất là cưng ha. Em này thì ren thôi. Đó. Mà các bạn đã thấy nè, cái số lượng của nó, cái trứng, cái bộ của nó rất là to ha. Và bộ này thì cho sinh sản ra khá là nhiều các bạn nha. Đó. Thì bạn nào thích cho full gold thì mình đi quay tất cả các bạn những em cá này để các bạn thể chiêm ngưỡng những em cá giống của mình. Để các bạn có những cái nhìn tốt nhất về những dòng full gold. Đây. Cái này nó hơi chạy hơi nhiều các bạn nha. Còn mình cố gắng mình vớt cái dèo cho các bạn xem nè. Đó. Thì đây là những em full gold. Thì do là mình quay trong cái chỗ này thì mình có để lưới lan á, nên là cái ánh sáng nó không có tốt bằng ngoài nắng trực tiếp. Nên là những em cá này á, thì các bạn nào mà thích chơi full gold mà hàng gíp bông nè, mà là hàng ren á, thì có thể alo mình ha. Đó. Ren á thì mình đang bán một cặp thì giá khoảng 400.000. Nhưng mà hiện tại giá này là giá tốt nhất các bạn nha. Hiện tại nha, còn qua Tết thì giá sẽ cao hơn. Đó, thì giá trên thị trường mình nói chung á, là trung bình á, thì khoảng tầm 600-700 là một cặp ren các bạn nha. Chứ không có phải là hàng riết bông nha các bạn. Riết bông thì giá dao động khoảng 1,5 triệu đến 3 triệu các bạn nha. Đó, nhưng mà những em cá sẽ giống như thế này mà bạn nào thích chơi cho đẻ liền á, thì có thể bắt những em cá sẽ giống này. Các bạn xem nè, rất là to luôn ha. Thì cá này là vô tao to lắm rồi các bạn. Và đặc biệt á là thân nó sẽ lên vảy rất là vàng và rất là sáng ha. Thì bọn này thì cho sinh sản là như thế nào các bạn, là những em cá trống các bạn thấy nè, super sọt có này và hàng sọt có luôn các bạn ha. Và những em cá mà cho đẻ sinh sản ra hồ này á, thì hồ này khoảng tầm 2 em cá đẻ các bạn nha, và hồ kia là 1 em cá đẻ. Thì mình sẽ quay cái số lượng trung bình cho các bạn xem. Thì một cái hồ như thế này đẻ các bạn ha, nhìn kẹo hồ luôn. Nhưng mà trong đây thì cái bầy full gold không vào mình, cái đặc tính của bộ mình á thì cái tỷ lệ trống sẽ ra nhiều hơn, nên là bạn nào mà thích chơi á thì có thể cho mua lần 2-3 cặp máy ha các bạn ha. Mua 2-3 con máy đó, thì 2-3 con trống nữa thì mình chỉ bán theo cặp thôi nha. Nói chung là bán theo cặp thôi, nhưng mà mình nói với các bạn là cái tỷ lệ mà đẻ ra cá máy trong bộ mình á thì nó khoảng tầm 40%, còn 60% ra trống. Tại vì cái bầy full gold thì nó không có đảm bảo được chất lượng 100% là nó ra đồng đều cả trống lẫn máy đó. Và đặc biệt thì mình nuôi là nuôi cái nền vàng và nuôi nơi có ánh sáng nắng các bạn nha. Thì ở ngoài đây mình sẽ lập lưới lan đó, lập lưới lan các bạn nha, cho nắng nó xuống để cho cái hồ mình nó sáng nhất và nó làm cho cái con cá mình nó kích cho cái cá mình nó lên vẫy ha. Đó, còn những bạn nào mà nuôi trong cái trong nhà mà không có ánh sáng thì con cá các bạn sẽ bị tối và nó sẽ bị tù và nó sẽ lâu lên vẫy nha các bạn nha. Mình biết bông thì mình giá là 1,5 triệu, còn hàng ren nó thì mình đang bán với giá là 400.000. Thì ở cuối video này thì mình sẽ quay cho tất cả một ít full gold mà hàng có thể xuất được rồi của mình, sai khoảng tầm 2,5 tháng. Thì so với cái tình trạng 2,5 tháng của cá thường với cá sọt thì cá sọt sẽ chậm lớn hơn, nên cái size sẽ thường sẽ nhỏ hơn. Bây giờ nó sẽ kích vô cái phần thân của nó các bạn, nó sẽ ngắn thì nó sẽ khó hấp thu hơn, do là bộ sọt á thì là một bộ ren đột biến từ những em cá dài ra và được cập nhật qua nhiều đời, thì nó rồi là bộ sọt thùng đó. Thì các bạn ha, nhìn rất là đông ha. Thì ở trên thị trường thì mình không biết làm sao, nhưng mà bộ sọt á, thì cái dòng full gold này vẫn là một trong những cái dòng cá chưa có nhiều trên thị trường, và
là một màu sắc các bạn nào đã từng chơi ấy, thì không thể anh em nào mà chơi dòng cá bảy màu mà không có thể không chơi qua dòng full gold. Thì cái dòng full gold nó là một cái dòng cá đặc trưng rồi các bạn, của dòng cá bảy màu. Thì anh em nào nhắc tới cá bảy màu thì cũng thường nhắc tới những cái dòng cá đặc trưng như là full red, full gold, dumbo, thì những dòng cá mà top view. Do là khi mà mới chơi thì không anh em nào mà chơi những cái dòng cá side view nhiều đó, còn chơi những dòng cá top view là thả hồn thủy sinh, thả hồn nông bộ, nuôi thùng xốp, thì những anh em tập chơi những dòng cá đó trước. Thì dòng cá full gold cũng là một dòng cá không thể mà bỏ qua các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ đi quay tất cả các bạn cách nuôi cá của mình. Thì mình sẽ cho đầu tiên mình cho đẻ vào đây, và khi mà cá nó cứng các bạn nha, cá này thì mới đẻ khoảng tầm hôm qua, đẻ hôm qua thì tầm 2 đến 3 ngày nữa thì mình cá nó cứng hơn, thì mình sẽ tách qua những hồ khác để cho cá bố mẹ nó không có dí cá con nữa, và lượng thức ăn sẽ đủ hơn. Và sau đó mình tách qua hồ bên này thì mình sẽ nuôi với một số lượng đông thế này, nhưng mà cái chất lượng nước là khoảng 2 ngày mình thay nước một lần, do cá mình nuôi đông và thức ăn cho vào thì thức ăn phải dư hoặc đủ chứ không phải thiếu các bạn nha. Nên là cá trong bầy này lúc nào nó cũng phát triển với một cái size tốt nhất và nhất định các bạn ha. Đó, đây là một hồ các bạn nha, và đây là một hồ nữa. Thì ở ngoài này thì mình đa phần nuôi thì mình sẽ không có chịu oxy, thì hồ nó sẽ hơi đục một tí, thì mình sẽ bỏ vào một ít đá nham thạch và mình bỏ vi sinh vào giúp cho làm cho hệ thống nước mình nó trong hơn. Thì hồ này ít hơn các bạn nha, ít hơn nên là cái size có thể nó trội hơn. Ví dụ cái hồ bạn càng rộng mà các bạn nuôi cá càng ít thì cá sẽ càng nhanh lớn ha. Đó, nó sẽ ăn được nhiều hơn và bơi được nhiều hơn, nó không có chiếm diện tích nhau và nó không có dí máy, không có dí trống nhiều, thì nó sẽ nhanh lớn hơn. Rồi mình sẽ cập nhật cái clip về cá trống và cá máy của các bạn Gen và Clip Bông cho các bạn xem để các bạn nào tham khảo một số dòng ha. Nhưng mà hiện tại còn ít lắm nha. Đây là một clip chia sẻ, như bạn nào thích chơi full gold thì có thể alo mình qua số điện thoại Zalo để các bạn có thể chốt được những cặp full gold đầu tiên. Do mình không có số lượng nhiều nha, mình nói chứ mình không có số lượng nhiều, nên là bạn nào cần mình chia cho các bạn ít cá các bạn chơi Tết, hoặc là các bạn nào muốn tìm hiểu và chơi dòng này và một dòng cá không lỗi thời. Các bạn nuôi cho đẻ thì mỗi mốt bạn bán không lỗ nha. Dòng này mình nói các bạn với giá mình bán, mốt bạn làm ra và bạn bán không lỗ. Đó. Chúc tất cả các bạn có thể lựa được những cặp cá đẹp ha, cùng theo chúng mình đi xem clip về cá của dòng full gold này ha. Đây là một trong những dòng cá đẹp và xuất sắc.